đang được thưởng thức chất âm và ngắm nhìn tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cặp loa Pioneer model CS880FB. Đây là một trong những model sở hữu chất âm nổi tiếng với uy lực mạnh mẽ và sự thể hiện chi tiết của hệ thống kèn gang 4 lỗ tương tự như Antech 19 và trung âm 20 trên cặp Pioneer CS880FB, hàng của quân đội Mỹ đặt Nhật Bản sản xuất, mới và đẹp xuất sắc trước máy quay. Với đoạn nhạc quen thuộc vừa rồi, chúng ta có thể thấy được đẳng cấp và sự thể hiện chất âm của giới sành nghe và khó tính. Chúng ta có thể thấy được rằng nó mang lại cho quý vị chất âm cực kỳ là tuyệt vời, kèm theo uy lực của giải trầm vô cùng mạnh mẽ. Trong đoạn nhạc tiếp theo, xin mời quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức những thể loại nhạc bolero và trữ tình. Quý vị sẽ thấy được rằng nó thể hiện ngoài sự mong đợi với cặp loa luôn được giới audio đánh giá rất cao. Bản chất với phân khúc tầm tiền thì nó sở hữu tầm tiền tốt hơn 99AFB, nhưng với 880FB thì lại mang lại cho chúng ta uy lực của giải trầm mạnh mẽ hơn nhiều, và hệ thống kèn gang thì thể hiện xuất sắc đến từng tiếng gõ của nhạc cụ nhỏ nhất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mưa nhẹ rơi, tiếng mưa
Với sự thể hiện vô cùng ngọt ngào và chi tiết, xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại cấu hình của cặp loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản, hàng do quân đội Mỹ đặt Nhật Bản sản xuất. Nó rất là nổi tiếng. Với trọng lượng nặng tới gần 100kg cho cặp loa Pioneer CS880FB đến từ Japan. Sở hữu phần thùng gỗ cao tới 88, ngang 51,5, sâu 40, nặng vào khoảng tầm 90, hơn 90kg. Được trang bị 3 cỏ loa nổi tiếng của hãng Pioneer với một bát siêu trầm đường kính 40cm. Sở hữu gân vải lụa tẩm dầu, xương đúc, nam châm từ rất là lớn, mũi cam sành. Đó, chúng ta nhìn cái mũi của nó này, giống như vỏ của cam sành này. Màng FB có nghĩa là do hàng của quân đội Mỹ thì bao giờ chúng ta cũng thấy rằng nó có chữ FB ở trên phần màng loa. Bát 40, hai ống hơi thở về mặt trước, giải trầm của nó vô cùng mạnh mẽ. Một chiếc loa này có thể nói rằng giải trầm của nó đánh đã ăn đứt cặp 99A FB, chơi nhạc tiết tấu chậm rãi, nhạc mộc mạc rồi. Với 880 thì nó lại chơi được đa phong cách nhạc, tiết tấu nhanh, tiết tấu chậm rãi thì nó thể hiện rất là xuất sắc, thậm chí những bản nhạc đồng quê. Chất âm kho khe và cái góc nó thể hiện rất là tuyệt vời. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng ngắm nhìn tiếp theo. Trên cặp CS880 này nó được trang bị một quả kèn ngang 4 lỗ rất là lớn. Đó, tương tự như trên cặp Antec 19 thì với CS880, Antec của người Nhật thì lại được trang bị quả kèn tương tự. Bởi vậy nó thể hiện vô cùng là chi tiết. Đó, từng tiếng gõ của nhạc cụ cũng như được trang bị tới một trung âm 20. Đó, trung 20 cái lời của nó rất là to, cộng với quả kèn ngang nó gõ thì chúng ta thấy rằng không phê với nó là không được rồi. Tất cả cặp loa được thiết kế rất là hầm hố và cơ bắp. Đó, quý vị quan sát này. Và chỉ trên, và chỉ dưới chân này. Đó, thùng gỗ lạng rất là đẹp và sang trọng. Khi trưng bày ở phòng khách thì chúng ta thấy được rằng nó rất là tuyệt vời cho cặp loa này. Đó, quý vị ngắm nhìn đi ạ. Rất đẹp. Uy lực của giải trầm mạnh mẽ. Kết hợp nghe nhạc và thậm chí chúng ta kết hợp với karaoke gia đình, quý vị thấy rằng trung 20 và kèn ngang 4 lỗ này, cái lời mic của nó rất là tốt. Tôi cũng đã bán khá là nhiều cặp và phối ghép cho anh em cực kỳ là tuyệt vời. Đó, chơi các thể loại nhạc phổ thông cũng như là kết hợp với karaoke gia đình, thậm chí là súp giải trầm của nó đánh mạnh như là hai cái súp 40 luôn, nên chúng ta sẽ không tốn kém tiền đầu tư súp giải trầm. Như vậy quý vị đã rõ cấu hình của cặp CF880 đến từ FB đến từ Nhật Bản, mới và đẹp xuất sắc. Đó, anh em quan tâm trong phân khúc tầm giá thì anh em nào đầu tư ở ngưỡng trên 30 triệu đồng thì đầu tư khẩn trương cặp loa này, không cần phải chần chừ và đừng cần phải hỏi thêm câu nào nữa. Chất âm ngoài sự mong đợi, hay còn gọi cách khác chất âm vượt tầm giá rất sảng. Xin chào tất cả.